Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay là thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016. Chương trình phát hình của SPTN Washington DC được mở đầu với bản tin quan trọng trong ngày. Tin Việt Nam, Tiếp theo trong phần 2 là bản tin cuối tuần với Thi Nga và sau cùng là bản tin IV News với Destiny Nguyễn. Để bắt đầu chương trình, Bích Phượng xin kính mời quý vị theo dõi bản tin quan trọng trong ngày. Kính thưa quý vị, đệ nhất phu nhân Obama tấn công ông Trump về vấn đề lời nói sách nhiễu tình dục. Đệ nhất phu nhân Michelle Obama cho biết hôm thứ Năm, rằng sự tự hào của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump nói trong băng video năm 2005 về danh tiếng của ông cho phép ông ta làm bất cứ điều gì đối với phụ nữ đã khiến cho bà bàng hoàng đến tận cốt lõi. Phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở New Hampshire cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, bà Obama nói rằng ý kiến đó gây sốc và hạ cấp. Bà cũng bác bỏ tuyên bố của ông Trump khi biện hộ rằng những lời nói đó đơn giản chỉ là những câu chuyện trong phòng thay đồ. Bà nói với cử tri đó là một sự sỉ nhục đối với mỗi người phụ nữ, phụ huynh và người dân ở Hoa Kỳ. Tôi không thể ngừng suy nghĩ về điều này. Nó đã làm rung chuyển với tôi để cốt lõi của tôi trong một cách mà tôi không thể dự đoán được. Linh cũ của vua Homibo Abdul đã được quàng tại Hoàng Cung để người dân phúng điếu Chiếc xe màu xanh và trắng với các vị sư chở linh cũ của vua Homibo Adu Raje từ Bệnh viện Hoàng gia đã về tới Hoàng cung, trong khi hàng ngàn người Thái đứng hai bên đường để hy vọng nhìn thấy vị vua kính yêu của họ lần cuối cùng. Đoàn xe bao gồm cả Hoàng Thái tử Maha Varilalongkorn đã chậm rãi đi qua khu phố cổ của Bangkok trước mặt những người dân mặc đồ đen và nhiều người cầm hình của nhà vua. Theo truyền thống Thái Lan, thi thể của các vị vua được vẽ trong một bình vàng, nhưng hoàng gia này nói là không theo truyền thống đó nữa và sẽ được đặt vào quan tài với cái bình vàng biểu tượng đặt kế bên. Nghi thức tùng niệm cũng đã được bắt đầu. Vua Hormibo Bangha tại Bệnh viện Hoàng gia Siriraj hôm thứ Năm 13 tháng 10, ở tuổi 88, sau thời gian dài phải vào bệnh viện để điều trị nhiều căn bệnh, nhiễm trùng phổi, thận, gan và tai biến mạch máu não. Thủ tướng Prayut Chan cha tuyên bố là thái tử đã yêu cầu có được một thời gian để thương nhớ vua cha. Ông tuyên bố hãy hiểu là tiến trình kế vị sẽ phải chờ một thời gian sau khi ông đã để tang cho cha cùng với nhân dân. Khi thời gian đến, thái tử biết nhiệm vụ của mình và sẽ thi hành nhiệm vụ là người kế vị ngai vàng. Nội các thái đã họp phiên đặc biệt tuyên bố hôm nay và ngày lễ và ra lệnh treo cờ rủ trong 30 ngày. Chính quyền quân phiệt cũng loan báo để tang một năm và dân chúng được yêu cầu mặc đồ đen, tránh những nơi vui chơi và mọi hoạt động từ chiếu phim đến trình diễn âm nhạc và đua thể thao đều bị hủy hay hoãn. Vua Humboldt được ái mộ trên toàn quốc, nhưng ông đã đạt được sự mến mộ đó qua việc chứng tỏ lo cho dân, nhất là dân nghèo ở nông thôn. Với nhiều trăm dự án nông nghiệp để giúp dân, nhà vua đã là một biểu tượng cho sự đoàn kết của Thái Lan trong khi xáo trộn chính trị liên tục xảy ra. Tuy chỉ là một vị vua của một chế độ quân chủ lập hiến với quyền hành giới hạn, nhiều người Thái trông cậy vào sự can thiệp của nhà vua trong giai đoạn căng thẳng. Nhưng những người chỉ trích thì bảo nhà vua đã dung túng cho chính quyền quân phiệt và nhiều lần không can thiệp chống lại vi phạm nhân quyền. Bão Nico gây thiệt hại nặng nề ở Bermuda. Bão Nico đi thẳng vào Bermuda hôm thứ Năm, gây ra thiệt hại lan rộng, làm nhiều gia đình và cửa hàng bị mất điện, trong khi không làm ai bị thiệt mạng hoặc bị thương nặng ở hòn đảo này. Theo Trung tâm Bão quốc gia Hoa Kỳ ở Miami, bão Nico, trận bão mạnh nhất quét qua Bermuda, trong hơn một thập niên qua, đổ bộ vào lúc khoảng trưa, mang theo những cơn gió có vận tốc lên đến 120 mai một giờ, và được xếp hạng là trận bão cấp 3 trong thang bão 5 cấp. Saffir Simpson Nico đã suy yếu sau khi đi ra biển và giảm xuống thành trận bão cấp 2 với những cơn gió có vận tốc tối đa là 110 mai một giờ. Báo Royal Gazette cho hay nhiều tòa nhà bị tóc máy, cây cối bật gốc, nhà cửa ngập lụt và đường dây điện bị đứt khi trận bão đổ bộ vào Bermuda, một điểm du lịch nổi tiếng cách duyên hải North Carolina khoảng 1030 km Trận bão gần đây nhất đi thẳng vào hòn đảo này là Gonzalo, đổ bộ vào khi trận bão cấp 2, sau khi hòn đảo vừa trải qua trận bão nhiệt đới phê. Bão Fabian quét qua Bermuda năm 2003, gây thiệt hại 300 triệu đô la.